Rồi, xin chào quý anh chị mình ha. Nếu mà anh chị mình đang có khoảng tầm 300 triệu, hơn 300 triệu một xíu mà đang muốn mua một lô đất gần thành phố Biên Hòa một xíu ha, thì hãy theo dõi hết video này của em ha. Hôm nay em giới thiệu với anh chị mình một lô đất tại thị trấn luôn các anh chị. Đất tại thị trấn Vĩnh An nhé. Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Và cái vị trí em đang đứng thì cách thành phố Biên Hòa khoảng tầm 27 km ha. 27 km. Và cái lô đất hôm nay em muốn giới thiệu á thì nó cách cái vị trí đường nhựa này. Đường nhựa này là đường Đoàn Thị Điểm nhá. Cách vị trí đường nhựa này 100 m nha anh chị mình ha. Nhà dân ở ngay đường nhựa này thì rất là nhiều rồi ha. Thì đất chỉ cách đường nhựa này 100 m thôi, và tương lai á, tương lai người ta đã có quy hoạch áp vào trong sổ rồi nhá. Sẽ mở cái miếng đất này thành đường Đoàn Thị Điểm này, tức là trong tương lai ấy nhá. Còn hiện tại thì đang đang quy hoạch thôi các anh chị, quy hoạch một phần của đất nhé, một phần của đất là mở thành đường Đoàn Thị Điểm này. Và lô đất hôm nay muốn giới thiệu là 590 mét vuông ha, chỉ 320 triệu thôi, 320 triệu 590 mét vuông đó. Đất thị trấn nha, đất thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đó, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm ở đây khoảng tầm hơn 40 km một xíu. Mình chạy xe khoảng tầm 1 tiếng ha. Rồi, bây giờ thì mời quý anh chị mình theo dõi chi tiết toàn bộ khu đất này nha. Trước tiên thì em sẽ đứng ở ngoài đường, trục đường chính phía ngoài để em giới thiệu cho quý anh chị mình á. Để anh chị mình biết rõ cái đường đi vào đất trước ha. Thì em đang đứng ở đây là ngay đường tỉnh lộ 767 nha các anh chị. Đường tỉnh lộ 767, và phía trên này này khoảng 500 m là mình sẽ đi tới vòng xoay hoặc là trung tâm của huyện Vĩnh Cửu đó, tức là thị trấn Vĩnh An ngay vòng xoay của trung tâm huyện ấy. Anh chị mình đi 500 m là tới trung tâm huyện Vĩnh Cửu luôn. Đất này anh chị mình thấy không, cũng khá gần trung tâm huyện nha. Tính ra từ đất mà đi ra đến trung tâm huyện Vĩnh Cửu khoảng tầm 2,5 km nha. Thì trong bán kính 2,5 km đó thì mình có đầy đủ rồi, chợ, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, mầm non, rồi nhà thờ. Thì nhà thờ nói chung gần đất, nhà thờ chỉ cách đất khoảng 700 m thôi. Đó thì rất gần trung tâm huyện Vĩnh Cửu ha, mình để mình làm giấy tờ gì nó cũng khá ok các anh chị mình ha. Còn nếu mà anh chị mình ở hướng bên này này là từ ngoài thành phố Hồ Chí Minh hoặc Biên Hòa mình đi xuống đây á, thì mình sẽ đi tới ngã ba Trị An nha. Chắc ngã ba Trị An thì anh chị nào cũng biết, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh thì mình xuống ngã ba Trị An theo quốc lộ 1A đó, đi theo quốc lộ 1A là xuống đến ngã ba Trị An. Biên Hòa cũng vậy ha, xuống tới ngã ba Trị An là mình sẽ rẽ vào đây nha, rẽ vào đây theo con đường tỉnh lộ 767 này các anh chị mình ha. Thì ngoài ngã ba Trị An vào đây khoảng tầm 18 km, thì mình thành phố Hồ Chí Minh xuống khoảng tầm 40 cây các anh chị, xuống tới đất nhá, 40 cây. Còn nếu mà mình từ Biên Hòa xuống đây thì khoảng tầm 27 cây thôi, 27 km nha. Nếu mà anh chị mình làm ngay khu công nghiệp Sông Mây thì đi vào đây mất khoảng tầm 20 cây đó. Chưa, à quên, 10 cũng 10, tầm 18 cây chứ, quên, 17-18 cây, tại vì khu công nghiệp Sông Mây thì gần hơn ha. Đó, em chỉ đường như vậy rồi các anh chị mình chạy vào, chạy theo đường tỉnh lộ 767 vào tới tới thị trấn Bình An nha. Thì mình sẽ thấy con đường Đoàn Thị Điểm này các anh chị mình ha. Đường Đoàn Thị Điểm. Và trên này có cái bảng này, khu phố 6, khu phố văn hóa này. Đó. Đi vào đường Đoàn Thị Điểm này nha. Đi vào tầm 2 km. 2 km là mình tới đất ha. Rồi, bây giờ trước tiên thì em sẽ quay một đoạn flycam để trên cao để cho mình quan sát cái khu vực xung quanh ha. Đây là em đang bay từ vị trí đất nha, mà mình nhìn ra phía đường nhựa Đoàn Thị Điểm ha, bay ở dưới đất lên nhìn thẳng ra để cho mình quan sát cho nó dễ đó các anh chị mình ha. Đây em bay lùi lại để cho mình thấy cái vị trí đất thực tế nha. Đây vị trí đất thì em sẽ chỉ mũi tên ở đây cho anh chị mình hình dung ha. Đó, đất ở vị trí này nha, cách đường nhựa Đoàn Thị Điểm kia thì có hơn 100 m thôi các chị mình ha. Và đất thì có quy hoạch đường Đoàn Thị Điểm đi thẳng vào trong phía đất nha.
thì thành đường đoạn thì điểm nối dài ha. Rồi bây giờ em sẽ bay từ vị trí đất mà ra ngoài đường trục đường nhựa phía ngoài. Hồi nãy em đứng lúc lúc đầu video đó anh chị thì giới thiệu đó. Đó là cái đường nó sẽ bay theo thẳng theo cái vị trí mà em đang bay này, sau này đường mở rộng ấy. Đó, ngoài ngoài đường nhựa này thì dân cư ở đông kín rồi các anh chị ha. Điện đồ thì ngày kia thì nó ở nằm ở ngoài đường nhựa này hết nha. Còn trong vị trí đất thì mình phải kéo điện từ ngoài đường nhựa vào hơn 100 mét. Đó, bên này người ta còn làm nhà xưởng nữa các chị này. Đường nhựa phía ngoài thì mình xe hơi đi thoải mái rồi, chỉ có khúc đoạn vào đất thì nó đang hơi đường hơi nhỏ nha, từ 4 tới 5 mét. Đoạn đường đã bị sẵn rồi các chị mình ha. Đó, dân cư thì mình ở ngoài đây thì cũng khá đông rồi, chỉ có ngay đất thì nguyên một miếng đất lớn ở trước thì em bán, thì bây giờ còn có lô nhỏ đấy. Thì nếu mà mình mua về mình ở thì xung quanh đất thì dĩ nhiên là nó vắng dân, mà cách dân tính là cách nhà dân có 100 mét thôi các chị mình ha. Từ đất của mình nhá, mà đi ra phía bên ngoài này này, theo cái hướng đường này thì đi lên chỗ nhà thờ khoảng tầm 700 mét nhá, 700 mét tới nhà thờ. Đó, còn hướng bên này là hướng hồi nãy ngoài đường 767 mà em đi, em đứng đứng quay video lúc lúc đầu đó các chị mình ha. Đó, em quay một vòng xung quanh để cho mình quan sát cái dân cư ở xung quanh đây. Cho mình thấy được cái dân cư xung quanh ha. Rồi, mình quay một đoạn flycam như vậy là ok rồi. Bây giờ thì em sẽ xuống dưới để review đất cho anh chị mình xem nha. Đây, để em kiếm cái cọc nha, để chỉ cho anh chị mình dễ hình dung ha. Đây, bên này là cái cọc nha anh chị mình nha. Anh chị mình nhìn này, bên này là cái cọc này, cái cọc này nha. Thẳng xuống cái theo cái tay em chỉ này. Đó, thì bên này có một cái cọc bê tông nữa anh chị thấy không? Đường là từ bên này sang cái cọc bê tông đây, thì rất là rộng nha, đường 5 mét nha. Đây, cái cọc em chỉ này, thẳng sang bên này. Thế em đi sang ngang cho mình xem này. Đó, đường rất là rộng, đường 5 mét chứ từ 4 tới 5 mét nha, chứ không phải đường 1 2 mét đâu anh chị mình ha. Đó, đất thì từ cái cọc này các anh chị mình này. Đây, để em chỉ rõ cho mình luôn cái ranh từ cái cọc này nha. Từ cái cọc này mà chiều sâu thẳng xuống là khoảng tầm 27 mét, anh chị mình nhìn thấy cái bờ đá kia không? Nhìn thấy cái bờ đá bên kia không? Đó, chiều sâu từ từ cái cọc này thẳng xuống 27 mét nha. Còn bên kia thì nó hơi ngắn lại. Còn tiếp giáp cái mặt đường này này. Đây để em đứng em chỉ cái hướng nha anh chị mình xem. Đây tiếp giáp cái mặt đường này nha. Từ cái cọc này mà qua cái xe của em luôn đến cái bụi đó nha. Qua cái xe của em một tí, đằng sau có đít cái xe của em đó. Thì là từ đây sang đó là khoảng tầm 22 mét nha. Đó, ngang 22. Chiều dài bên này là 27 mét. 27 mét ha. Tổng cộng là 590 mét vuông nha. 590 mét vuông, sổ hồng riêng hoàn toàn. Thì giá bán hiện tại là 320 triệu, hồi trước là bán 550 triệu ha. Nhưng mà bán không được thì cùng bây giờ bán 320 triệu thôi anh chị. Đó thì như hồi nãy anh chị nhìn thấy cái cọc điện ba pha đó không? Với cái nhà đó không? Đó nhìn nào. Đó trụ điện ba pha với cái nhà đó cách đây có hơn 100 mét thôi. Đó, từ vị trí này ra tới đường nhựa có hơn 100 mét ha. Em không có nói sai với anh chị mình ha. Đây, anh chị nhìn cái đường điện này. Đó. Chưa tới 100 mét. Từ đây nếu mà nhìn theo đường chim bay đó, chưa tới 100 mét là tới đường nhựa rồi. Đó, trên đất thì anh chị mình nhìn nhìn quan sát đây mình thấy ha. Rất là bằng phẳng và được ngăn cách với các cái ruộng cái ao phía bên kìa. Anh chị thấy cái ao không? Ở ngăn cách với A phía bên là người ta đã vây đá xung quanh những cái tảng đá to này này. Thì đất ở đây dĩ nhiên là rất nhiều đá các anh chị. Ở phía dưới nha, rất nhiều những cái có những cái đá như thế này này. Nhưng mà anh chị mình nên anh chị mình biết là phải biết là đá khi mà mình xây dựng cái móng á thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà về lâu về dài á thì cái móng nó sẽ không có bị nó không bị hư nha anh chị mình ha, nó không bị sụt lún đấy, tại vì đá đá nhiều nó chắc lắm. Đất ở đây nó rất là cứng rồi em này, nói thông tin của tất cả đất như vậy rồi đó. Còn bây giờ này cái con đường này anh chị, hồi nãy em nói là con đường nó mở rộng ấy,
Anh chị mình nhìn nha, cái con đường từ ngoài đường nhựa đó đi thẳng vào đây này, thẳng vào vị trí em đang đứng này luôn nha. Thì nó sẽ lấn vào 5 mét. Nó sẽ lấn vào nhé anh chị mình ha. Tức là quy hoạch mở rộng đường á là ở trong diện tích 590 mét vuông mà em bán đó các anh chị. 590 mét vuông mà em bán ha. Thì người ta sẽ quy hoạch mở rộng đường, mở đường hết 234 mét vuông nha. Tức là 590 mét thì mở rộng hết 235 đi. Thì sẽ còn 365 mét nha. À 355 mét nha anh chị mình ha. Còn lại 355 mét là đất không có quy hoạch ha. Không có quy hoạch thì chắc là từ phần phía sau đó là không quy hoạch, còn phần phía trước này thì người ta mở đường nha. Người ta mở đường đoàn thị điểm. Tức là trong quy hoạch thì người ta áp như vậy thôi, còn mở khi nào thì em không biết được, cái này là quy hoạch của nhà nước nha anh chị mình ha. Thì em chỉ giới thiệu thông tin đến của các anh chị mình thôi. Chứ còn nhà nước mở lúc nào thì em không biết. Còn nếu mà sau này bỏ quy hoạch thì diện tích của mình sẽ lên 590 mét vuông mình sử dụng. Còn giờ chưa bỏ thì mình cứ để vậy thôi. Mình xây nhà phía sau, còn phần trước mình làm sân thôi. Cái phần quy hoạch đó mình làm sân thôi. Nhưng mà đất này thì đất nông nghiệp, em nói trước đất nông nghiệp thì xây nhà người ta cũng không có cấp phép xây dựng đâu. Thì còn mình làm như nào đó là đó tùy thuộc mình thôi. Chứ em thì không có bao xây nhá. Em nói trước này em không có bao xây dựng nha anh chị mình nha. Đỡ mất công anh chị mình cứ nói là đất này thì xây làm sao hay là gì kia. Em không có bao xây dựng. Em bán là bán đất vườn, đất nông nghiệp. À. Rồi, nếu mà các anh chị mình có ưng lô đất này á, thì cứ liên hệ với Quân qua số điện thoại 0973 670 770 nha.